Hello anh em nha, đang ngay mặt trong bãi xe quá trời luôn. CGV này mới bàn giao cho khách, bây giờ đang tiến hành hỗ trợ cho khách làm cái gầm lại, tại không ngon anh chị ha. Innova thì bỏ đây cho anh mình thay bugi, tại bữa cũng có hai anh em, đáng lẽ hai anh em chốc lấy rồi. Cái hai anh em đó anh cũng không gành, anh thấy cái máy rung anh sợ. Cái chiếc xe mình mua ô tô cái máy rung là bình thường anh chị nha, là do cái bugi hoặc là cái mobil nó hiếu lửa nó bị rung nó giật. Tại vì không đủ lửa nó sẽ bị rung. Còn khi nào cái máy kêu mới sợ anh chị, rung là bình thường nha, để anh em mình không hiểu ha. Thì đang cho anh mình thay bugi thôi. Xe này để anh em mình có 180 triệu. Đó. Bên đây còn Monzeo đang thay hai cây phuộc nè. Monzeo đang thay hai cây phuộc là xong rồi, để anh em mình có 118 triệu thôi. Với số tiền 118 triệu ha, là anh em mình có Monzeo số tự động máy 2.3 đang thay hai cây phuộc sau nha. Xe này còn khá là chất lượng anh chị nha, chạy đầm êm số tự động. Đây làm đi món in về nè. Đó, giờ sẽ lấy thử dòng cho anh em mình xem. Viva này bị bình xăng bây giờ đang cho xúc bình xăng lại ha. Món in này đẹp không chị? Mới tin. Có 160 triệu anh chị. Che nắng che mưa 4 mâm đúc đăng kiểm 1 năm luôn. Đó. Cái máy lạnh nó bị hơi kêu, cái mặt đạn máy lạnh nó hơi kêu anh chị ha. Đang đặt về thay cái mặt đạn máy lạnh. Chỉ vậy thôi. Nó hơi kêu re một tí ha. Số sàn dễ đi, màn Android, camera có không? Không, không có camera dành trình. Có cam da màn hình. Đó. Được cái máy ngon, đi chất, máy 1.25 4 máy nha. Đăng kiểm tới tháng 5 2024 anh chị ha. Thì xe này thì nói chung anh em mình mua về được cái đi tiết kiệm máy 1.2 4 máy thì dòng này tiêu hao nhiên liệu 100 cây 5 lít rưỡi xăng. Chạy đầm êm anh chị nha. Đó. 160 tiền. Ha, mâm đúc luôn đẹp luôn. Đó. Chạy rất là êm, mình đem trong bãi xe chạy ra. Được cái chạy tiết kiệm anh chị ha. Đi ngon khỏe. Che nắng che mưa đi 5 người. Hơn 100 triệu bằng xe máy à. Chạy cũng khá là ok. Giờ thì mấy cái dòng này giờ nói chung là nó cũng rẻ lắm anh chị nha. Nếu anh em mình mua đúng nơi. Rồi bên em thì có hỗ trợ bán góp luôn anh chị nha. Có góp nè, có cho nợ nè. Anh em kẹt tiền cho nợ 10 triệu, 20, 30 không lấy lãi nha. Góp thì được hỗ trợ tới 100 triệu qua bên công ty tài chính bên Dắt ha. Anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 nha. Cảm ơn anh em mình ạ.